Nếu cần có một tấm gương phụ nữ nào tiêu biểu trên thế giới, quý vị hẳn sẽ được nghe nhắc nhiều đến cái tên Marie Curie. Người phụ nữ gốc Ba Lan này là một nhà khoa học tài năng, người mẹ trách nhiệm, một người vợ bản lĩnh kiên cường. Nhà xuất bản Kim Đồng đã mang đến một cuốn sách khá toàn diện về cuộc đời của Marie Curie. Từ tấm bé, Marie đã thể hiện tố chất của một người làm khoa học. Đó là niềm yêu thích khám phá,